Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bản tin của chúng tôi sẽ được mở đầu bằng phần dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chủ yếu chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Một số nơi sẽ có mưa rải rác, song hình thái thời tiết cơ bản. Tại hầu khắp các khu vực trong tỉnh vẫn là nắng nhiều nên nhiệt độ tăng từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay. Ở khu vực miền Đông, phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ dao động từ 28 cho đến 34 độ. Trong khi đó tại khu vực miền Tây, cần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ duy trì ở mức từ 28 cho đến 34 độ. Còn ở khu vực thành phố Hạ Long, tiết trời cơ bản là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 34 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Trời cũng nắng sáo, gió nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ phổ biến từ 29 cho đến 33 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tiếp nối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và bạn hãy cùng đến với tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Vùng hội tụ gió trên cao đang suy yếu nhanh nên đêm nay mưa rào và rông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở đây sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Còn ở khu vực vùng đồng bằng, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Ngày mai Bắc Bộ chỉ có nắng từ sớm, mức nhiệt tăng nhanh. Ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng phổ biến từ 36 cho đến 38 độ. Còn ở khu vực vùng núi, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Như vậy, từ ngày mai, miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Còn đối với miền Trung, trong đêm nay chỉ còn có mưa ở một vài nơi, mức nhiệt phổ biến từ 27 cho đến 29 độ. Sang ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 37 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Quảng Trị có nơi nhiệt độ cao trên 39 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nóng chỉ xảy ra cục bộ một vài nơi. Về chiều và tối, vẫn có lúc có mưa rào và rông. Còn tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nhưng ngày mai mưa sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Cục bộ còn có nơi có mưa vừa, mưa to và rông mạnh, nên cần phải đề phòng tình trạng ngập úng và lốc xoáy. Do mưa tăng lên, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên sẽ giảm chỉ còn từ 30 cho đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió Nam mạnh cấp 5, cấp 6 khiến cho biển động nhẹ. Vùng biển phía bắc của Biển Đông, bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa, ít mưa, tầm nhìn thoáng đẳng, gió hướng nam đến tây nam mạnh ở mức cấp 5. Còn ở khu vực nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió tây nam mạnh cấp 4, cấp 5, mưa rào và rông xuất hiện rải rác, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km.